Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Một lần hạnh phúc của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Thanh Lan và tác giả. Bột vừa lấy vợ, Nhài kém Bột 2 tuổi, nghĩa là mới 19. Nhưng dáng người phốp pháp, các bắp thịt lao động từ nhỏ càng ngày càng nở nang. Và nếu phải vật nhau với chồng thì chưa chắc gì Nhài đã chịu thua Bột. Việc cưới vợ của Bột hoàn toàn là một thói quen xã hội, không hề có chút ý niệm nào về hôn nhân và hạnh phúc. Còn Nhài thì dĩ nhiên là con gái, nhan sắc lại chẳng có gì đặc biệt. Đến tuổi đó có người hỏi cưới thì phải ra đi. May mà lại lấy được cái người mà Nhài cũng thích. Lần đầu tiên Bột gặp Nhài cách đây hơn một năm. Nhà Bột ở làng Cốc, cách thành phố khoảng 20 cây số. Có lũy tre bao bọc, có con đường cái quan dẫn ra cánh đồng, giống hệt như sách Tân Quốc Văn thường tả mà Bột được học hồi còn nhỏ. Nhưng Bột nhận ra rằng cái làng người ta viết trong sách không nghèo như làng Cốc, hoặc có thể cũng nghèo nhưng người ta lờ đi không nhắc đến. Khi sinh ra trong cảnh nghèo, người ta thường dễ dàng chấp nhận một cách tự nhiên, ít khi thắc mắc tự hỏi tại sao lại nghèo. Mãi đến khi cách mạng về làng, người ta mới được giải thích một cách đơn giản rằng sở dĩ đa số dân làng đều nghèo là vì ruộng đất tập trung vào tay địa chủ. Biết được nguyên nhân rồi thì giải quyết vấn đề tương đối dễ. Chỉ việc giết hết địa chủ là tức khắc mọi người sẽ giàu ngay. Niềm tin ấy làm người ta hăm hở lao vào phong trào đấu tố, hy sinh một thiểu số thành phần bóc lột để đại đa số nhân dân được sung sướng thì cũng là việc nên làm. Nhưng giết xong hàng loạt địa chủ thì thực tế đâu lại vẫn vào đấy, mà xem chừng cái nghèo, cái đói còn gia tăng hơn cả ngày trước. Chỉ có điều khác là ngày trước khi đói còn dám kêu than, bây giờ bụng trống rỗng mà đành chỉ biết nhìn nhau câm lặng. Cuộc sống lầm than lại trở về như cũ, bám chặt lấy mấy trăm hộ gia cư ở làng Cốc. Tổ tiên nhà Bột không biết từ đâu lưu lạc về đây, nghèo từ mấy kiếp. Nhà Bột không có gia phả để lại, nhưng cứ theo thiên hạ kể thì bác Phó Lâm, tức là ông ngoại của Bột sau này, lúc còn ở tuổi trung niên, buôn bán trên mạn ngược bị khánh kiệt, mới đem theo người con gái duy nhất 15 tuổi xuôi nam, dừng chân ở làng Cốc và xin làm cư dân tại đây. Cha con ông Phó Lâm về làng tạo ra khá nhiều huyền thoại. Có người quả quyết rằng ông đang khai mỏ trên Cao Bằng thì bị thổ phỉ xông vào nhà cướp hết tài sản, lại giết luôn cả bà vợ, khiến ông phải bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực. Người khác cãi lại bảo ông trốn nợ nên cha con phải dắt díu nhau về đây. Chẳng hiểu tin đồn nào đúng sự thật, chỉ biết rằng khi đến làng Cốc, hai cha con không có mảnh đất cắm rủi, không có đồng bạc dính túi, thuế thân hàng năm chẳng biết trông vào đâu. Nhưng cứ theo lệ làng ấn định thì bất cứ ai đến 17 tuổi đều được làng cấp cho một sào công điền để canh tác, khi nào chết mới phải trả lại để làng giao cho người khác. Một sào ruộng là cái vốn liếng quá nhỏ, nhất là đất công điền thường là loại đất xấu, thiếu phân thiếu nước, lúa trồng không lên. Quanh năm chỉ gieo ngô, đậu và vài thứ hoa màu phụ. Tuy vậy, cha con ông Phó nhờ cần cù chịu đựng, đầu tắt mặt tối cho nên cũng đủ sống qua ngày. Ông Phó còn có thêm nghề cắt tóc, góp được một phần nhỏ cho lợi tức gia đình. Những buổi chợ phiên, ông thường xách cái thùng gỗ ra đầu chợ, đặt một cái bàn vuông bày ra 4 món căn bản là tông đơ, kéo, dao và lược, rồi lớn tiếng mời khách. Dĩ nhiên ông chỉ là người thợ bất đắc dĩ, cắt những kiểu tóc đơn giản cho trẻ con thì được, chứ thanh niên thì ít ai dám đưa đầu trong thực tập. Thành ra cái nguồn lợi chính nuôi thân vẫn là xào ruộng công điền. Một hôm, ông Phó Lâm bỗng lăn ra ốm liệt giường, không ai biết là bệnh gì. Đưa lên tỉnh để vào nhà thương Tây thì không có phương tiện, mà chữa ở làng thì các thầy thuốc Bắc thuốc Nam, mỗi người chẩn bệnh một cách khác nhau. Thậm chí có người quả quyết là ông Phó bị người ta thù, thuê thầy bùa cao tay sai khiến âm binh về hành hạ. Người con gái túc trực bên giường chỉ biết vật vã khóc và cầu xin một phép lạ. Ở làng Cốc từ bao nhiêu thế hệ,
gần như đã thành một truyền thống là hễ nhà nào có người sắp chết thì thiên hạ kéo đến thập thò thăm viếng khá đông. Chẳng phải họ tốt bụng hay muốn biểu lộ tình lân lý đâu, họ chính là những người đang chờ làng cấp ruộng mà đất công điền thì luôn luôn thiếu, phải chờ có người chết mới lấy lại để giao cho người khác. Có nghĩa là trong làng hiện có cả chục người đang mong ông Phó Lâm chết. Trong đám người nhanh chân đến hỏi thăm bệnh tình của ông, có chàng thanh niên tứ cố vô thân làm nghề đánh dậm sống qua ngày. Làng thường gọi một cách coi thường là anh Cu Tí, dù anh đã 20 tuổi. Tí chờ đã 3 năm, mà dạo này ít người chết quá, nên làng chưa có đất cấp cho anh. Nghe tin ông Phó Lâm bệnh nặng, anh hồi hộp cầu xin cho ông sớm quy tiên, bởi vì lý trưởng đã hứa chắc là sẽ giao xào ruộng của ông Phó cho anh. Nhìn ông Phó Lâm nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre, ai cũng tin chắc 10 phần không sống được một. Thậm chí có bà hàng xóm tốt bụng còn mau mắn mang tiền sang phúng điếu và an ủi con gái ông đang sụt sùi khóc bên giường bệnh. Sống thác là do ở rời, bố cháu chẳng may vắn số, cháu cũng chẳng nên buồn quá mà sinh ra ốm đau thì khổ. Ấy thế mà rồi ông cứ nằm đấy không chịu chết, dường như cố tình sống lây lất để chọc tức thiên hạ. Một đêm kia, ông Phó bỗng trợn mắt, ngáp ngáp mấy cái, cố đem hết sức tàn ra chăn chối rồi lịm đi. Người con gái đập đầu vào ngực ông, òa lên khóc nức nở. Còn anh Cu Tí thì thở phào nhẹ nhõm, hớn hở suýt reo lên thành tiếng. Nhưng sáng hôm sau ông Phó bỗng tỉnh lại, bệnh thuyên giảm dần rồi bình phục hẳn. Tí thất vọng bỏ đi biệt tích, người ta đồn là theo Việt Minh kiếm ăn. Mãi đến sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, mới cùng đội cải cách về làng. Nhớ căn nhà cũ, nhớ câu chuyện xưa, Tí tìm đến gặp ông Phó và ngỏ lời xin cưới con gái ông, vì hai bên cùng thuộc thành phần bần cố nông. Cuộc đời dâu bể không biết thế nào mà lường, mới mấy năm trước Tí còn cầu mong cho ông Phó chóng chết để lấy xào ruộng công điền. Hôm nay anh quay lại xin ông nhận làm con rể. Chả sao, ông vốn dễ tính, lại gặp lúc thời thế nhiễu nhương, ông muốn con gái sớm yên bề để ổn định cuộc sống. Ông làm đám cưới cho con đơn giản đến nỗi nhiều người trong làng không hề biết. Ngày năm sau, hai người sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Bột, để ghi dấu cái thời mà dân làng chỉ lo đấu tố và sửa sai, ruộng đất bỏ hoang, lúa thóc èo uột, nhiều nhà đói giã họng phải lấy ngô xay thành bột mà ăn cầm hơi. Cái tên Bột chọn cũng khéo, thằng bé con nhà nghèo mà lúc nào nom cũng bụng bẫm, trắng trẻo, y như cục bột. Khi mẹ Bột đẻ thêm cái Bạch thì bố Bột quay ra chết vì bệnh thương hàn ở tuổi mới ngoài 30, trong khi ông ngoại Bột, tức ông Phó Lâm, vừa già vừa yếu, vẫn cứ sống phây phây như thường. Tiễn đưa con rể ra nghĩa địa, ông Phó Lâm sụt sùi khóc và đọc hai câu thơ ông thuộc lòng hồi đi buôn trong xóm đạo. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Và cứ thế ông sống thêm hơn 10 năm nữa, trong cái cảnh nửa no nửa đói, rồi mãi đến gần đây mới giã từ dương gian, nghĩa là lá xanh rụng lâu rồi, lá vàng mới chịu rụng. Nhà Bột bây giờ chỉ có ba mẹ con, Bột đã ngoài 20. Chiến tranh dù đã kết thúc nhưng chưa biết Bột sẽ đi nghĩa vụ lúc nào, bởi vì biên giới Trung Quốc ở phía Bắc và biên giới Campuchia ở phía Nam vẫn còn sôi sục thù hận. Cái Bạch 15 tuổi, tâm tính khờ khạo lắm, nếu Bột vắng nhà chẳng biết nó có thay Bột lo cho mẹ được không. Buổi chiều hôm ấy, Bột ở hợp tác xã về thấy mẹ đang đếm lại đàn vịt trước khi lùa vào chuồng. Bột ném cái cuốc ở góc sân, phanh cúc áo, ngồi bệt xuống thềm vớ cái nón rách quạt lia lịa. Trời tháng này dù đã về chiều vẫn oi bức khó chịu quá, mồ hôi lúc nào cũng nhơm nhớp trên lớp da trắng hồng của Bột. Bà mẹ bỗng hốt hoảng kêu lên: "Ôi thôi chết tao rồi Bột ơi, mất đâu một con rồi." Bầy vịt Bột nuôi từ ngày mới nở là cái vốn khá to của ba mẹ con. Nhắm mắt Bột cũng hình dung ra được vóc dáng và kích thước của từng con, nhất là hai con vịt đẹp cứ càng ngày càng teo lại. Nghe mẹ kêu, Bột giật mình quăng cái nón đứng dậy và hỏi: "Mẹ đếm kỹ chưa?" Bà mẹ gắt: "Có bao nhiêu mà không kỹ?" Bột lo lắng tiến lại gần và hỏi thêm: "Thế mất con nhớn hay con bé hả mẹ?" Bà mẹ nhíu mày đau lòng đáp: "Con nhớn mới khổ tao đi chứ lị." Bột mở to mắt nhìn đàn vịt,
chỉ một ngón tay và lẩm nhẩm đếm lại, rồi không nói không rằng, chàng co chân chạy ra cổng. Trời đang chạng vạng tối, phải tìm ngay trước khi con vịt lạc bầy lọt vào tay người khác. Bột bẻ vội một cành tre nhỏ làm roi, rồi rảo bước trên con đường chính xuyên qua cánh đồng hợp tác xã. Con đường này ngày ngày người và trâu bò dẫm lên không biết bao nhiêu lần, nên đất mòn nhẵn thín, quanh năm cỏ mọc không nổi. Cánh đồng bao la, trắng ở hai bên trơ ra những gốc giả, gốc ngô. Xa xa là cái đầm nước khá lớn mà trâu với người thường xuống tắm chung vào giờ nghỉ giải lao mỗi buổi trưa. Đàn vịt của bột cũng thường được lùa ra kiếm ăn trên đầm nước này. Bởi vậy, bột đoán con vịt lạc bầy chỉ ở đó mà thôi. Nếu không, tức là có kẻ khác bắt mất rồi. Đến nơi, bột hoàn toàn thất vọng. Mặt nước buổi chiều phẳng lì, xanh đen, không có con vịt nào trên đó. Bột thở dài não nuột, đưa mắt nhìn quanh và toan quay về báo tin buồn cho mẹ biết. Nhưng bột bỗng giật mình nhận ra ở ven đầm phía tay phải, cách bột khoảng hơn 10 mét, có cô gái đang lối húi mò cua. Bột rón rén lại gần, rồi thản nhiên ngồi xuống trên một mô đất cao và đăm đăm quan sát cô gái. Không biết có người đang nhìn mình từ phía sau, cô gái cứ chổng vọc lên, hai tay thoăn thoắt vọc bùn, lùa vào những hang hốc, moi móc mọi góc cạnh. Mái tóc dài mặc dầu đã kẹp phía sau bằng cái kẹp nhôm, vẫn lòa xòa từng lọn chấm mặt nước. Chính nhờ mái tóc dài ấy mà bột đoán chắc là cô còn trẻ, chứ bột chưa nhìn được một khuôn mặt của cô. Chiếc quần đen bạc thếch, đậm ướt dính sát vào da, hai ống được cột chặt vào bắp chân bằng hai sợi dây chuối để đề phòng đỉa bám vào và chui ngược lên. Đó là lần đầu tiên bột gặp Nhài. Chàng quên hẳn con vịt, lặng yên ngồi nhìn cô gái mò cua, bàn tay lơ đãng bẻ cái roi tre thành từng mẩu nhỏ quăng xuống chân. Đến lúc Nhài ngẩng lên, đứng thẳng người vươn vai cho đỡ mỏi, thì dường như linh tính xúi nàng quay lại, thấy một gã thanh niên lạ mặt đang ngồi trên mô đất ngay sau lưng, giữa cánh đồng hoang vắng. Nhài giật bắn cả người, suýt kêu rú lên vì tưởng là gặp ma. Ánh mắt bột, Nhài nhìn thoáng lần đầu thấy dữ tợn quá. Nhài vội quay đi chỗ khác và từ đó không dám cúi sâu xuống nữa. Nhài nâng cái giỏ tre, lắc lắc mấy cái để ướm thử số lượng cua trong đó, xem có thể ra về được chưa, vì thấy không nên nán lại bên cạnh thằng đàn ông xa lạ giữa cánh đồng trống. Tim Nhài vẫn đập thình thịch và phản xạ tự nhiên thúc đẩy Nhài đưa mắt nhìn quanh cầu cứu, hy vọng có một bóng người thứ ba để nàng bớt sợ. Nhưng bột bỗng cười hồn nhiên và nói lớn. Mò thế thì đến đời nào mới đủ nấu nồi canh? Nghe tiếng nói thân thiện, Nhài quay lại nhìn bột lần thứ hai và thấy bột không dữ tợn nữa. Trái lại, rõ ràng bột có vẻ hiền lành. Nhài ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay đầu ngó lần thứ ba, thì thấy bột chẳng những hiền mà hình như hơi ngố. Ý tưởng ấy làm Nhài bớt hẳn sợ hãi và bỗng dưng cũng cười với bột. Cô thở mạnh và lên tiếng trách. Cứ ngỡ là ma hiện hồn về, làm người ta sợ chết đi được. Bột không chú ý tới câu nói của Nhài, chàng nheo mắt đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên trán và lẩm bẩm. Tớ trông đằng ấy quen quen, hình như là tớ có gặp ở đâu rồi. Nhài phì cười thành tiếng, cô đâu có lạ gì cái lối tán tỉnh cổ lỗ đó. Biết bao nhiêu gã con trai lạ hoắc gặp cô lần đầu đều mở màn bằng câu nói thủ tục này. Nhưng Nhài nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng là không phải là bột đang tán mình. Vì đã bảo nó là một thằng ngố thì còn biết tán tỉnh là gì nữa. Nhài nghĩ thế và hỏi bột một câu gợi ý. Đã ăn bún của tôi lần nào chưa? Bột há mồm ngờ ngợ một chút rồi vỗ mạnh vào đùi và reo lên. Nhớ ra rồi. Cô hàng bún ở ngoài đình làng đấy mà. Nhài cười gật đầu. Bột hân hoan đứng dậy tiến lại gần, bàn chân dẫm lên đám cỏ lóng lánh nước. Chàng thân mật hỏi. Thế ra cứ phải vừa đi mò cua vừa nấu bún riêu đem bán à? Nhài chép miệng. Chuyện ai làm hộ mà không mò, thế mà cũng hỏi. Bột chưa biết xưng hô thế nào cho nên cứ nói trống không. Chàng gạ. Lên đây ngồi nghỉ tí đi, tớ chốc nữa tớ xuống tớ mò hộ. Bột không ngờ mới rủ một tiếng Nhài đã lên ngay, làm bột vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Con gái trong làng mà Bột thường gặp có lẽ ít ai bạo như Nhài. Hoặc cũng có thể có nhiều cô gái trong làng bạo hơn cả Nhài, nhưng Bột chưa chú ý đến ai. Bột đoán mấy năm nay nhờ quen buôn bán, gặp gỡ nhiều cho nên Nhài mới dạn dĩ như vậy. Hai người sánh vai bước lại gò đất. Vừa đi, Nhài vừa chùi hai bàn tay vào vạt áo và nói chuyện vu vơ. Qua vài câu trao đổi, Bột được biết Nhài quê ở làng Bài bên kia đầm nước, cái làng nhỏ mà dân cư còn nghèo hơn cả làng Cốc nữa. Đất làng Bài là đất bãi, quanh năm chỉ trồng được ngô. Dù có thâm canh tăng vụ đến đâu thì lúa chiêm cũng èo uột, sản lượng thu hoạch không đáng với công lao động bỏ ra. Gia đình Nhài cũng đem ruộng gia nhập hợp tác xã, nhưng quanh năm không đủ ăn. Chủ nhật, ngày lễ, Nhài phải đi mò cua, nấu nồi bún riêu gánh ra bán ngoài đình làng, kiếm thêm chút ngoại bồng cho cả nhà. Cách đây khá lâu, Bột có dịp đi qua đình, thấy Nhài chào mời khách đon đả, Bột cầm lòng không được, đành nặn túi ăn bát bún riêu năm hào. Ngày ấy, Bột chỉ chú ý đến bát bún chứ không quan tâm đến Nhài. Mãi tới hôm nay gặp lại, Bột mới nhận ra một điều quan trọng là Nhài tuy bề ngoài lam lũ nhưng rất có duyên. Có duyên ở cách nói chuyện và nhất là ở nụ cười. Nhài hỏi Bột: "Thế đằng ấy đi đâu mà giờ này lại ngồi ở đây?" Bột chắp miệng đáp: "Ôi, đi tìm con vịt. Đàn vịt 12 con tự dưng lại mất một con. Tưởng là nó còn ở ngoài đầm nên mới chạy ra. Nhưng mà chả sao, không gặp được vịt thì lại gặp được người cũng hay." Nhài mỉm cười vì câu nói ý nhị của Bột mà cô mặc nhiên cho là một lời tán tỉnh bóng gió. Hai người ngồi với nhau cho đến khi trăng thượng tuần lấp ló sau cây đa và gió khuya thổi hắt từ mặt đầm lên, làm Nhài thấy se lạnh ở hai bắp chân. Nhài mới đứng dậy và bảo Bột: "Thế nào, bảo xuống mò hộ người ta có dám xuống hay không?" Bột cười cười nói lảng: "Ngồi nghỉ một tí nữa đi, đi đâu mà vội?" Nhài lưỡng lự đáp: "Tối rồi còn gì nữa." Tuy miệng nói thế nhưng Nhài cũng ngồi xuống chỗ cũ theo lời đề nghị của Bột. Bột thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ Bột ngồi một mình bên cạnh một cô gái, chưa biết cảm giác rung động của con tim như thế nào. Ngày ngày lao động ở hợp tác xã, trên cánh đồng, trên nông trường thủy lợi, Bột gặp gỡ cũng nhiều. Nhưng những cô gái ấy đều quen Bột từ bé, học chung, chơi chung và tắm chung, gần gũi quá, biết rõ nhau quá, nên chả đứa nào làm Bột xúc động. Hôm nay tình cờ quen được một cô gái bên kia đầm nước, Bột thấy như có luồng gió lạ thổi lướt qua tâm hồn. Chàng muốn kéo dài cái giây phút hiếm hoi ấy, nên lên tiếng bảo Nhài: "Từ đây vào làng Bài thì có bao xa? Về nhà tớ còn xa hơn ấy chứ. Mà về một mình mà sợ thì tớ đưa về." Nhài mỉm cười hỏi: "Thế không đi tìm cái con vịt lạc à?" Bột lắc đầu: "Bỏ, có muốn tìm cũng chả được nữa. Từ chiều đến giờ nếu mất là mất rồi." Im lặng một lúc, Bột bạo dạn nói thêm: "Với lại ngồi đây nói chuyện với đằng ấy thích hơn." Nhài quay sang nhìn Bột vui vẻ bảo: "Ừ thì nói, nào đằng ấy muốn nói chuyện gì thì nói đi." Bột hỏi thăm nhiều về Nhài, về gia đình, các anh chị em, về sinh hoạt đời sống hàng ngày mà chẳng cần hỏi Bột cũng đoán biết được phần nào. Bột nhìn thấy rõ Nhài là cô gái đảm đang nên dĩ nhiên vất vả. Cụ thể là cái đầm nước trước mặt không lớn lắm mà cả hai làng cùng đua nhau kéo ra thả lưới, đánh cá, mò cua thì thu hoạch đâu có bao nhiêu. Chính Bột với cái Bạch thỉnh thoảng cũng vẫn vác cần câu ra ngồi cầu may ở đây, và năm khi mười họa mới giật được một con cá nhỏ. Mò cua, giã cua, nấu riêu, chẻ rau muống rồi gánh ra đình làng. Bấy nhiêu công việc dồn vào một đôi tay của Nhài. Nhưng Nhài không làm thì không có vốn riêng, bởi đời sống chung của cả làng lúc nào cũng thiếu hụt. Ngồi bên Bột, nghe Bột hỏi thăm về gia cảnh, Nhài bùi ngùi nghĩ đến hiện tại của mình. Nhài có đến 8 anh chị em mà đa số là con gái. Trên Nhài còn hai người chị 26 và 24 tuổi, coi như ế chồng rồi vì giờ này vẫn chưa quen ai. Bố mẹ Nhài quen thói nhà quê, chẳng bao giờ cần tỏ ra một chút tế nhị với con cái. Nhìn hai cô gái đầu lòng thui thủi ở nhà, bà mẹ cứ lâu lâu lại than ầm lên: "Khổ quá này, nhà một lũ con gái, tống được đứa nào hay đứa nấy mà chả có ma nào thèm rước đi."
Câu nói phũ phàng ấy làm chính Nhài cũng đâm lo, mặc dầu năm nay cô mới 19. Có lúc nghĩ quẩn, cô đã dự định rằng bất cứ ai đến hỏi, dù là một ông già, cô cũng sẽ nhận lời ra đi để căn nhà của bố mẹ cô bớt chật chội. Bây giờ gặp Bột, Nhài thoáng mừng và lãng mạn mơ tưởng rằng biết đâu đây chẳng là mối duyên kỳ ngộ. Cô nấn ná ngồi lại cho đến khi lúc trăng lên cao, cô mới đứng dậy và nhắc lại câu hỏi lúc nãy. Thế nào, bây giờ có xuống mò cua hộ cho người ta hay không? Bột cười hề hề. Chịu thôi, rời rét thế này mà lội xuống thì không khéo chết cóng mất. Nhài lườm một cái và cũng cười theo. Chỉ được cái nói điều là giỏi. Rồi Nhài nhấc cái giỏ tre lên, lắc lắc mấy cái và than với Bột. Nước này thì chủ nhật đến phải nằm nhà mất thôi, cua với cái ở đâu ra mà nấu riêu. Rồi Nhài từ giã Bột lội qua đầm về làng. Bột đòi đi với Nhài sang làng Bài, nhưng Nhài không cho. Bột đứng trên bờ nói vói theo. Thế mai đằng ấy có ra mò cua nữa không? Nếu đằng ấy ra thì tớ cũng ra. Nhài ngoái cổ lại đáp. Muốn gặp thì chủ nhật này gia đình làng ấy, cứ vào tầm 9 giờ sáng là có mặt rồi. Rồi Nhài cắm đầu bì bõm lội men theo đầm nước. Dọc đường tuy có nghĩ đến Bột, nhưng Nhài vẫn tiếc rẻ là vì Bột mà Nhài mất một buổi chợ. Còn Bột tuy có mang máng nhớ thương con vịt lạc đàn, nhưng lại tự an ủi là vì nó mà chàng mới gặp được Nhài. Mẹ Bột ở nhà lóng ngóng đi ra đi vào mãi, vẫn chưa thấy Bột về. Bà quát cái bạch thắp đèn dọn cơm rồi than. Chả biết anh mày nó mò đi tận đâu mà giờ này chưa về thế. Bà ra cổng ngóng thêm một lúc nữa rồi quay vào giục con gái xới ngô ninh ra bát. Vì không thể đợi được nữa, ở làng Cốc cũng như làng Bài, thực phẩm chính từ bao nhiêu năm qua vẫn là ngô già phơi khô, chứa từng lu lớn trong mỗi gia đình. Trước khi ăn, người ta mang ngô xuống ao đãi, rồi đổ vào nồi ninh cho nhừ để ăn thay cơm. Những gia đình tương đối khá giả thì mỗi bữa mới được một chén cơm trắng, còn ngô thì xơi bao nhiêu cũng được. Những nhà quanh năm túng thiếu như mẹ con Bột thì chỉ có ngô làm chuẩn, chờ ngày Tết, ngày lễ mới dám thổi nồi cơm. Ngô ninh vốn là thứ khó nuốt, cho nên khi được ăn cơm thì chỉ cần ăn với muối cũng đã thấy ngon lắm rồi. Có hình dung ra cảnh sống như vậy thì mới thấm thía được câu nói của Vũ Trọng Phụng ngày trước rằng làm người mà được ăn cơm thì sướng thật. Từ khi gặp Nhài, cuộc tình xa làm Bột vất vả. Chủ nhật nào cũng phải quốc bộ cả mấy chục cây số ra đình làng ăn bún. Thuở nhỏ, Bột nghe nói đình làng là chỗ đấu tố, là nơi xử tử rất nhiều người, nên mỗi khi có việc phải đi ngang, Bột cứ nhờn nhợn, sợ hãi. Nhưng bây giờ có Nhài ngồi đó, Bột quên hẳn những bóng ma ám ảnh, thản nhiên bước vào hàng bún. Mấy tuần đầu Bột trả tiền rất sòng phẳng. Lâu dần khi đã hiểu lòng nhau, Bột mới cười cười gạ gẫm. Này, hôm nay tớ không có tiền, có bán chịu thì tớ ăn, không thì thôi. Nhài nguyết Bột và âu yếm mắng. Khỉ vừa vừa chứ, mới sáng sớm mở hàng đã đòi ăn chịu rồi. Nồi bún của tôi hôm nay mà ế thiêu ế chảy ra là tôi bắt đền đấy. Tuy nói thế nhưng Nhài cũng nhanh nhẹn múc ngay cho Bột một tô đầy ắp, rồi bốc rau thơm và rau muống trẻ phủ ngập lên cho Bột. Nhài lại còn chu đáo rót thêm cốc nước vối đặt ngay bên cạnh. Thật tình thì Nhài bây giờ đã biết nhớ nhung, cả tuần chỉ mong mau đến ngày chủ nhật để nhìn mặt Bột. Không cho Bột ăn thiếu, Bột không ra gặp nữa thì Nhài đến ốm từng từ mất. Mà Nhài cũng biết rõ là Bột không có tiền, chứ chẳng phải là Bột chủ tâm lợi dụng. Ba mẹ con ngô khoai còn có hôm thiếu, làm gì dám lãng mạn nghĩ đến tô bún riêu nóng. Bột bưng bát bún riêu, lặng người cảm động vì ánh mắt và cử chỉ của Nhài. Đến giờ này chàng mới nhận ra là Nhài có nhiều thay đổi bên ngoài mà chàng chẳng biết Nhài đã bắt đầu từ bao giờ. Chẳng hạn như hôm Nhài dám mặc cái áo cánh trắng ngồi bán bún, và mái tóc dài được cột gọn ghẽ phía sau bằng chiếc khăn thêu màu nước biển để làm duyên. Lại có lần hình như Nhài đánh cả má hồng nữa. Đó là những dấu hiệu mà một thằng con trai dù vô tình nhất như Bột cũng phải biết là nó xuất phát từ tình yêu. Và vì vậy Bột thấy quãng đường 10 cây số từ nhà mình ra đình làng tuy hơi xa nhưng cũng đáng cất công đi. Mỗi lần Bột
Ăn thiếu một tô, Nhài cẩn thận bỏ một hạt đậu nành vào cái lon sữa bò để đánh dấu. Thấm thoát đã hơn một năm. Có lúc Nhài buốt nhói tiếc của, chút cái ống ra đếm và sửng sốt thấy đã leo lên đến con số 50 mấy hạt đậu. Năm 78, nhà nước hô hào thanh niên di dân vào sông Bé khai khẩn đất hoang để lập nghiệp lâu dài. Bột rủ Nhài đăng ký ngay, coi như cơ hội ngàn năm để thoát ly khỏi cái làng nghèo đói suốt đời ăn ngô bung. Mẹ Bột không ngăn cản dự tính của con, nhưng gợi ý bảo Bột nên làm đám cưới trước khi lên đường, bởi vì đằng nào thì Nhài và Bột cũng sẽ chung sống với nhau. Và lại, bà cũng muốn nhìn thấy con yên bề gia thất trước khi chia tay vào Nam. Bột vâng lời mẹ, mò gia đình làng ăn bún, nấn ná chờ lúc vắng người, nghiêm trọng ngỏ lời xin cưới Nhài. Nhài mừng lắm, nhưng vẫn làm bộ suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới nhận lời. Nhài nghĩ thầm. Nó lỡ thiếu tiền mình, món nợ ấy biết đời nào nó trả được. Thả lấy Quách nó để trừ vào 54 tô bún cho xong. Và Nhài âu yếm nhắc Bột. Anh phải đưa mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ em đã chứ. Bột lau mồ hôi và đáp. Cái ấy đã đành rồi. Nhưng mà anh muốn hỏi em trước, rồi người lớn sẽ nói chuyện với nhau sau. Nhài yên lặng nhìn Bột trìu mến, múc thêm bát bún riêu thứ hai mời Bột, lại còn ngồi quạt mồ hôi cho Bột ăn thoải mái. Và cũng từ hôm ấy, Nhài thấy không cần phải bỏ một hạt đậu nành vào lon sữa bò để ghi số nợ của Bột nữa. Buổi chiều từ đình làng về, Bột thấy mẹ đang nằm trên chiếc võng cói bắc ngang hai cây cột ngoài hiên. Bột bước ngay lại, ngồi bệt trên thềm và bàn chuyện tổ chức đám cưới. Bà mẹ ưu tư nhìn trước trông sau, không biết xoay sở đâu ra tiền. Đàn vịt hơn 10 con có thể đem cắt cổ hết để đãi khách, nhưng sắm sửa các thứ khác, xoàng lắm cũng phải mất vài trăm. Bà bùi ngùi bảo Bột. Bố mày chết đi chả để lại được tí gì cho tao, ngoại trừ mấy tờ giấy biểu dương là kiện tướng thủy lợi dán trên vách. Thù vén lắm, tao mới sắm được 2 chỉ vàng dạo cuối năm kia. Thôi thì để sáng mai tao chạy đi bán, lấy tiền lo cái đám cưới nhỏ nhỏ cho mày. Bột áy náy ngắt lời. Mẹ, thôi thôi mẹ, mẹ khoan hẳn bán, để con xem đã. Bà mẹ ngóc đầu dậy nhìn Bột dò xét. Câu nói ấy chứng tỏ Bột có của riêng, không cần đến 2 chỉ vàng của bà. Bà mừng thầm trong bụng, nhưng cũng dặn một câu phòng hờ. Ừ thì tùy mày đấy, hễ cần thì bảo tao một tiếng. Bột thương mẹ nằm trằn trọc cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, chàng đã giục mẹ sang làng Bài gặp gia đình Nhài để bàn câu chuyện trăm năm của đôi trẻ. Bố mẹ Nhài dĩ nhiên ưng thuận ngay, chẳng cần biết gốc gác của Bột ra sao. 6 cô con gái chứa trong nhà như 6 quả bom nổ chậm, giải phóng được đứa nào mừng đứa đó. Huống chi Bột lại hiền lành, trắng trẻo, tuy lam lũ mà vẫn giữ được cái dáng thư sinh, nói năng rất lễ phép. Mẹ Nhài tha thiết bảo bà thông gia tương lai. Chả mấy khi bà quá bộ sang chơi, không dám gọi là đãi khách, nhưng tiện bữa mời bà ở lại ăn với chúng tôi bát cơm dưa muối nha. Mẹ Bột biết mình sang bất ngờ, nhận lời đôi khi có thể làm gia chủ bối rối vì không chuẩn bị sẵn thức ăn, nên bà nhất định kiếu từ, chỉ để mình Bột ở lại theo lời dặn trước của Bột. Bà cầm nón hân hoan chào cả nhà rồi thoăn thoắt bước về làng. Về phần Bột, chàng nán lại là có lý do quan trọng. Chàng chờ cả nhà ăn trưa xong mới rủ Nhài ra mãi tận góc vườn, ngồi dưới gốc mít, tỉ mỉ kể hết gia cảnh cho người yêu nghe. Giọng Bột run run vì ngượng nghịu, chỉ sợ Nhài hiểu lầm là chàng lợi dụng. Ở đời
không có cái gì khổ bằng ngửa tay xin tiền đàn bà. Bột cũng biết như thế, nhưng chàng lâm vào thế kẹt. Nghĩ đến nỗi lòng của mẹ, chàng đành phải lấy hết can đảm mà ngỏ ý với Nhài. Rất may là Nhài vì đang quá yêu Bột nên cũng cảm thông, không nghĩ ngợi xa gần gì cả. Nhài bằng lòng dốc hầu bao đưa hết số vốn dành dụm mấy năm bán bún cho Bột. Chưa kể hơn 50 bát bún Bột ăn chịu, tính ra cũng hơn 20 bạc. Bột cảm động quá, run run nhận 300 đồng, rơm rớm nước mắt cầm tay Nhài thật lâu, và lần đầu tiên gọi Nhài bằng em. Ôm món tiền mồ hôi nước mắt ấy, Bột thấy Nhài đẹp hẳn ra, hoàn toàn khác với những hôm ngồi bán bún ngoài đình làng, và càng khác một trời một vực so với cái lần gặp đầu tiên mò cua ở đầm nước. Bột nhớ đến câu tục ngữ các cụ thường bảo là chuột xa chĩnh gạo. Lòng cảm thấy ngượng ngùng, vờ vịt bảo Nhài. Chết, em đưa cả cho anh, ngộ nhớ bố mẹ em biết thì khổ cho em mà lại mang tiếng cho anh đấy. Nhài dịu dàng trấn an. Tiền này em giấu riêng, bố mẹ em làm sao mà biết được. Anh cứ cầm cả lấy mà lo liệu đi. Mình là vợ chồng rồi thì của em cũng là của anh mà. Bột ngập ngừng nhét tiền vào túi, cài kim băng cẩn thận. Nhài tiễn chân Bột ra tận cánh đồng, mãi đến gần đầm nước. Trước khi chia tay, Nhài nhìn quanh không thấy ai, nghiêng đầu cắn mạnh vào vai Bột một cái đau nhói để biểu lộ tình yêu đang đầy ứ trong tim, rồi quay đầu chạy về làng. Bột nhìn theo một lúc rồi cũng rảo bước qua cánh đồng, lòng phơi phới yêu đời, miệng huýt sáo một bản quân hành rộn rã. Cái Bạch, em gái Bột, cũng có chút tiền riêng, nghe lời mẹ đưa cho Bột vay 30 và cẩn thận dặn một câu. Vào Nam rồi lại không hú hí suốt ngày với chị Nhài, còn nhớ đến ai nữa đó. Bột tha thiết nói. Tao chỉ có mình mày lại quên được à? Đến nơi tao biên thư về liền. Trong Nam người ta làm giàu nhanh lắm chứ chả như ngoài ta đâu. Thế nào rồi tao cũng giả mày cả vốn lẫn lãi. Mà nếu rời thương cho tao ăn lên làm ra đó, thì mày vào trong ấy ở luôn với tao chứ bám làm gì cái xó làng này. Thế là Bột giải quyết xong chuyện tiền bạc. Mẹ Bột mừng lắm. Nhưng bà được đằng chân lân đằng đầu, bản tính lo xa. Bà nghĩ ngay đến cái mái nhà rột nát, lợp tranh từ trước cách mạng mùa thu để lại. Trời nắng thì những đốm sáng vẫn chiếu xuyên qua hàng chục lỗ hổng, rọi xuống nền nhà. Trời mưa thì ba mẹ con thay nhau hứng nước, nhiều khi thức trắng cả đêm. Lúc này vừa vào mùa mưa, bà lo âu bảo Bột. Này, thế ngộ nhỡ đang ăn tiệc mà rời đổ mưa thì núp vào đâu hở con? Khách khứa hai bên ít lắm cũng cả 7-8 mâm chạy đi đâu. Nói dại đang rước dâu mà rời mưa, rột lênh láng khắp nhà thì thật là xấu hổ với đằng nhà gái. Mẹ thấy để thế này không xong đâu con ạ. Bột nghe mẹ bàn hợp lý, lại thấy đôi hàng lệ đang rưng rưng ứa ra khóe mắt. Bột cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng lên quả quyết bảo mẹ. Con cũng tính cả rồi, mẹ cứ để con lo. Bà mẹ đốc thêm. Cưới nhau xong chúng mày đem nhau đi, mẹ ở nhà một mình với cái Bạch, biết đằng nào mà xoay sợ đấy. Bột càng thấy mẹ nói đúng. Bột vào Nam rồi, nhà không có đàn ông, kiếp nào mới lợp lại được cái mái nhà này. Chàng mạnh miệng bảo mẹ. Mẹ không phải lo, con sẽ có cách. Muốn có rơm để chèn vào những lỗ hổng trên mái nhà thì chỉ có một con đường duy nhất là ra hợp tác xã ăn trộm. Đó chính là cái cách mà Bột đang tính toán trong đầu. Dân làng Cốc tuyệt đại đa số đều vào hợp tác xã, ít còn ai làm ruộng cá thể. Họa hoàn lắm cũng có người trồng được ít lúa trong vùng đất thổ cư, thì rơm rạ sau mùa gặt thường giữ lại để nhóm lửa, làm chuồng gà, ủ phân, trộn bùn đắp vách hoặc đổi trác lấy những nhu yếu phẩm khác. Cả cánh đồng bao la ngoài kia đều là tài sản của tập thể, rơm rạ tập trung hết vào kho, có người canh gác ngày đêm. Cứ theo suy tính của Bột thì việc lẻn vào kho rơm không khó lắm, bởi tuy mang tiếng là kho, nhưng thật ra chỉ là một khu đất trống có hàng rào vây quanh. Trong đó, ngoài một cái lều nhỏ trú mưa, rơm rạ chất thành từng đống cao như những hòn đối. Nhà Bột vốn tọa lạc ở lầu làng, nên cách nhà kho không bao xa, vừa đi vừa về, vừa ăn trộm, tính ra chỉ hơn một tiếng đồng hồ là xong. Một buổi tối không trăng,
Bột dò la trước và được biết hai đứa phụ trách gác kho đêm hôm nay sẽ là thằng Quan và thằng Tài, đều là bạn của Bột từ nhỏ. Trong hợp tác xã, Bột được bố trí vào tổ quốc vỡ, còn Quan và Tài thì thuộc toán phân chuồng, nghĩa là ngày ngày sục sạo vào từng nhà, hốt phân gánh ra ruộng. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, nên người ta thường gọi chung là Quan Tài cho giản tiện. Bột biết thói quen của hai đứa này. Những đêm canh gác, thường chỉ có mình thằng Quan ở lại coi kho, còn thằng Tài nhờ khéo tay, tự nguyện đi moi trộm khoai lang, mang về nướng, rồi vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa hút thuốc lào sòng sọc và tán dóc chuyện đời. Gần đây hai đứa lại làm quen được với cái Lụa, con bé mồ côi mặt dỗ hoa ở chung với bà dì mới 18 tuổi. Đêm đêm hay ra nằm trên đống rơm cho Quan Tài mò mẫm. Người ta cứ bảo Lụa có tính lẳng lơ, bẩm sinh, nhưng thật ra nó là con bé ngớ ngẩn và đãng trí. Nếu sống ở những nước văn minh thì chắc chắn phải đi chữa bệnh tâm thần. Nó quen Quan trước, theo Quan ra kho rơm. Gặp Tài ở đó, nó cũng ôm luôn cả Tài và không hề cảm thấy ngượng ngùng gì với Quan. Ở đời muôn sự của chung, thôi thì hai đứa cứ đành chia nhau mà hưởng. Lụa thường ra chơi với Quan Tài, ngồi ăn khoai lùi hoặc ngô nướng, đến quá nửa đêm mới bắt một trong hai đứa đưa về, cậy cửa sau chui vào nhà. Bà dì tuy có thương cháu nhưng canh giữ mãi cũng không được, đành bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Biết rõ tất cả những chi tiết về thói quen của Quan và Tài, Bột an tâm thay bộ đồ đen, rồi chờ trời tối hẳn, mang đôi quang gánh ra đi, thực hiện kế hoạch ăn trộm rơm về lập nhà. Đến sát hàng rào, Bột nhẹ nhàng đặt quang gánh xuống, ráo rác nhìn tứ phía rồi nhảy vụt vào. Bột khom người đi thật nhanh, men theo hàng rào, tới sát cây rơm gần nhất, cẩn thận dừng lại ngó quanh một lần nữa, rồi mới chạy lao lại đống rơm. Chàng ngồi thụp xuống, im lặng nghe ngóng một chút, không thấy tiếng động nào chung quanh. Chàng đoán Quan và Tài đang nằm với cái Lụa trong căn lều trú mưa, và như thế thì sự xuất hiện của chàng đêm nay sẽ rất an toàn. Bột khom người, quàng tay ôm mớ rơm thật lớn và chạy lao ra, trở lại chỗ để quang gánh. Nhưng xui cho Bột là hôm đấy Bột đoán nhầm. Quan Tài không đi moi trộm khoai, mà cái Lụa cũng bị bà dì canh gác kỹ quá, không làm sao lẻn ra nằm chơi xơi nước trên đống rơm với Quan và Tài được. Hai gã buồn tình pha bình nước vối, rồi cứ thay nhau rít thuốc lào, nói vu vơ những chuyện rất nhạt nhẽo. Cả hai cặp mắt cùng thường xuyên hướng về phía cổng làng, mong manh hy vọng vào phút chót cái Lụa sẽ xuất hiện để hai gã gỡ gạc cho đỡ buồn. Thức đêm mới biết đêm dài, nhưng có cái Lụa bên cạnh thì thời gian trôi nhanh vùn vụt, hai đứa có thức trắng cũng chẳng biết mệt. Khoảng hơn 10 giờ, không còn trông mong gì cái Lụa nữa. Quan uống hấp nước rồi uể oải đứng dậy vươn vai, há mồm ngáp và bảo Tài. Thôi, tao đi ngủ trước đây. Quá nửa đêm mày đánh thức tao dậy, tao canh cho mày ngủ. Vừa nói dứt lời thì Quan giật mình phát hiện ra một bóng đen chạy vụt từ hàng rào vào đống rơm bên cạnh. Lập tức gã ngồi thụp xuống, nắm cánh tay Tài giật mạnh và hồi hộp nói nhỏ. Ăn trộm, có đứa ăn trộm rơm. Tài không nói gì, mở to mắt, quăng vội cái điếu cày chộp ngay cây gậy tre bên cạnh và nhoài người xuống mặt đất. Bản thân Tài vốn có thừa kinh nghiệm ăn trộm, cho nên dĩ nhiên cũng không thiếu kinh nghiệm bắt trộm. Quan thì cua tay nắm được cái cào, rồi cả hai khom người bước nhanh men theo đống rơm về phía bóng đen mà Quan vừa nhìn thấy. Bột không biết gì cả, cứ yên chí Quan Tài đang hưởng lạc cùng cái Lụa, nên Bột thản nhiên thực hiện kế hoạch không một chút nghi ngại. Bột vừa toan ôm bó rơm chạy ra hàng rào thì Quan nhảy sổ tới quát lớn. Đứa nào ăn trộm rơm, đánh bỏ mẹ đi. Tài cũng hét lên. Đứng lại, chạy là xử lý tại chỗ. Bột biết chúng nó chỉ dọa thôi, không đứa nào có súng trong tay, nhưng dĩ nhiên chàng cũng phải dừng lại vì biết mình không thể chạy thoát. Tài đập một gậy trúng vai Bột, làm chàng đau quá la lên. Tớ đây mà. Tài gạt đi, gay gắt nói. Không cần biết đứa nào, cứ nện đi. Nhưng vừa dứt câu, Tài dương mắt nhìn rồi quay sang bảo Quan. Ai như thằng Bột đấy? Bột mừng rỡ reo lên. Tớ chứ ai, Bột đây chứ còn ai nữa. Quan quăng cái cào túm lấy cánh tay Bột và quả quyết. Bột với bánh gì, cứ giải sang công an rồi hãng hay. Bột sợ hãi năn nỉ.
Chỗ anh em cả có một tí rơm mà các cậu làm toáng lên thế. Tay vẫn níu chặt lấy áo Bột như sợ chàng chạy mất. Quan lạnh lùng bảo: không có anh em gì cả, nhiệm vụ trên giao phó chúng tôi phải hoàn thành. Đi sang công an với chúng tôi. Bột vừa tức vừa sợ. Hai thằng trai làng quen biết Bột từ lúc chưa mặc quần, cùng chăn trâu mót lúa, leo cây hái trộm, đánh đáo thả diều, rồi lớn lên cùng vào hợp tác xã. Thế mà hôm nay chúng nó làm như người xa lạ, thậm chí lại còn xưng tôi với Bột. Bột tức uất người nhưng đành phải nhịn. Nếu nó cứ nhất định giải sang công an về tội ăn trộm thì lôi thôi to, mất vợ như chơi. Bột nghĩ nhanh đến Nhài và xuống nước cầu khẩn: bao nữa tớ cưới vợ rồi, cả đời mới có một lần các cậu đại xá cho. Quan mỉa mai: ai chả biết anh sắp lấy con bán bún, nhưng mà anh ăn trộm rơm của tập thể chúng tôi phải giải quyết. Nghe Quan gọi mình bằng anh, Bột ứa gan chỉ muốn đấm ngay vào cái mặt kênh kiệu của nó. Nhưng may quá, Tài đã hạ giọng bảo Quan: thôi, tha cho nó. Ôm rơm giả lại kho đi, rồi đi về. Quan chưa kịp nói gì thì Tài kể câu: may mà gặp chúng tớ đấy, phải tay đứa khác để nó dần cho nhừ xương. Bột ngượng ngùng nói cám ơn rồi lững thững ra cổng. Quan Tài vác gậy hộ tống hai bên như áp giải tù nhân lên đoạn đầu đài. Bột buồn rầu nghĩ đến mẹ và cái Bạch, giờ này chắc vẫn đang thao thức chờ tin vui ở nhà. Rồi chỉ lát nữa đây sẽ thấy Bột thất thểu về tay không. Bột tính toán rất nhanh rồi dừng lại gạ gẫm: thế hai cậu đi đâu mấy hôm nay mà tớ tìm khắp cả chả thấy. Tài sẵn giọng đáp: điêu vừa vừa chứ, ngày nào chúng tớ chả công tác ở kho phân, cậu mà tìm chỉ nói điêu là giỏi. Bột trợn mắt nhấn mạnh: đứa nào nói điêu, cả nhà nó đói. Thế này chả là tớ định nhờ hai cậu đi phù rể. Quan và Tài cùng chớp mắt cảm động và cùng nghĩ đến những đĩa tiết canh vịt ở nhà Bột. Hai đứa ngần ngừ một chút rồi kéo Bột trở lại đống rơm ngồi nói chuyện. Tài trao chiếc điếu cày cho Bột, còn Quan rót nước vối nóng mời Bột uống và xa gần dò ý: cậu cứ nói thế chứ chúng tớ sống áo ở đâu mà đi phù rể. Bột mỉm cười đáp: thì tớ cũng mặc xoàng thôi, thời buổi bây giờ rành rang bày vẽ làm gì, ủy ban lại gọi ra phê bình, xấu hổ chết. Thú thật với hai cậu là vợ tớ nó định rủ cả chục đứa con gái bên làng bài đi đưa dâu, mà cánh trai làng mình thì chả có ma nào ra hồn, thành ra tớ phải nhờ hai cậu, không thì gái làng bài nó lại cười cho. Quan Tài sung sướng quá, lim dim đôi mắt hình dung ra những cô gái bên kia đầm nước mà hai đứa lạc quan đoán chắc là nhan sắc có tệ lắm thì cũng phải ngang cỡ như nhà. Hai đứa hồ hởi nhận lời phù rể ngay. Rồi Tài run run hỏi một câu sinh tử: thế cậu định mổ lợn hay là... Hỏi dứt câu, cả Quan và Tài đều hồi hộp nhìn Bột chờ đợi. Là bởi vì nhà Bột nổi tiếng có đàn vịt béo, mà Quan Tài đang hình dung trong trí những đĩa tiết canh, những bát canh măng hoặc thịt luộc chấm nước mắm gừng. Bột hạ giọng đáp: đã bảo là mẹ tớ chỉ muốn tổ chức lễ tuyên bố trong vòng thân mật thôi, rình rang làm gì. Thôi thì cứ cây nhà lá vườn, có gì ăn nấy. Tớ định thịt độ 10 con vịt, rồi thổi thêm vài giá xôi, xôi gấc chứ không phải là xôi thường, rồi mua thêm độ 5 cân giò lụa là đủ rồi. Các cậu thấy như thế có được không? Quan Tài sung sướng đến lệm người. Toàn là những món mà cả hai mong đợi đã rất lâu. Quan nuốt nước miếng rồi thân mật bảo Bột: này, cái nhài nó cũng xinh đáo để đấy chứ, khối thằng mê mà chả nước mẹ gì, cậu giỏi thật. Bột trợn mắt lắc đầu: thấm vào đâu, bạn nó còn khối đứa đẹp hơn nó nhiều ấy chứ. Hôm nọ tớ đem lễ hỏi sang, tớ giật cả mình, đứa nào cũng như tiên cả. Rồi hôm nay hai cậu sẽ thấy tớ nói có ngoa không. Quan Tài càng lâng lâng và lòng chợt từ bi bất ngờ. Tài dịu dàng hỏi Bột: thế cậu cần rơm để làm gì? Bột thở phào nhẹ nhõm, câu chuyện đưa đẩy từ nãy đến giờ chỉ cốt dẫn đến cái đích này mà thôi. Bột liền khẩn khoản kể rõ đầu đuôi về cái mái nhà dột nát của mình và kết luận như lời mẹ Bột đã nói: hai cậu thử nghĩ xem, nhỡ mình đang ăn tiệc mà chẳng may rơi đổ mưa thì chạy vào đâu? Mặt mũi nào mà nhìn cánh nhà gái bên làng bài? Tài vỗ vào đùi Bột:
Tưởng cái gì thế mà lúc nãy không nói sớm, bảo chúng tớ một tiếng là xong ngay chứ gì. Thôi cậu cứ việc lấy rơm về đi, bao nhiêu cũng được, nhanh nhanh lên, gần sáng mất rồi. Rồi Tài quay sang bảo Quan, hay là thế này Quan, mày ngồi canh ở đây, để tao ôm hộ nó được bó nào hay bó nấy. Quan gạt đi, có mẹ gì mà phải canh, gượm tí đã, tao hút điếu thuốc rồi tao cùng vác hộ nó, ba đứa ôm cho nó nhanh. Kế hoạch của Bột bỗng thành công bất ngờ vượt cả chỉ tiêu. Mẹ Bột và cái Bạch vẫn thức chờ sẵn ở nhà. Bột mang về mớ nào, Bạch đánh thành từng tấm truyền lai mái cho mẹ Lập. Không thể chờ đến sáng mai thiên hạ đi qua nom thấy, đặt dấu hỏi thì lôi thôi lắm. Nhưng Bột tham quá, đáng lẽ lúc đầu chỉ có ý định lấy đủ rơm để chèn vào những chỗ rột, Bột lại đổi ý, lợp lại nguyên cả hai mái. Sáng ra mới giật mình thấy căn nhà hoàn toàn như mới. Ba hôm sau Bột cưới vợ, Quan Tài vất vả hơn cả Bột, chạy cùng làng mới mượn được hai bộ quần áo mới và hai đôi giày. Đêm trước hôm rước dâu, hai đứa thức trắng, cắt tiết, vặt lông và hầm nồi canh măng sáo vịt. Bột không ngờ gặp được bạn quý như thế, giá không đi ăn trộm thì đâu có cái may bất ngờ như thế này. Mẹ Bột suýt xoa bảo Quan và Tài. Thật chả biết nói thế nào để cảm ơn hai cậu, quý hóa quá. Cái Bạch nghe lời mẹ xúi cũng chạy vào bếp kính cẩn bảo Quan Tài. Hai anh đi ngủ một tí đi cho đỡ mệt, làm quần quật cả ngày lại còn thức đêm, để em nom bếp cho, hai anh vào buồng anh Bột mà nghỉ. Quan Tài mệt thật nhưng không buồn ngủ lắm. Nhà đám bao giờ chẳng nhộn nhịp, người ra người vào nói đủ mọi thứ chuyện, lại thêm những món ăn ngon đang chờ sẵn. Quan Tài chỉ cần ngồi mồi xào nấu đã tỉnh hẳn cả người rồi. Nhưng hôm sau lúc ăn mặc chỉnh tề để theo Bột ra cổng làng đón nhà gái, Quan Tài thất vọng ra mặt vì đám phù dâu chả có cô nào ra hồn. Hai bà chị ế chồng của nhài coi còn tạm được so với đám bạn của nhài. Trên đường về, Quan ghé tay Tài và thì thầm: cả một lũ xấu như ma, thua cả cái lụa. Tài uất ức gật đầu: mẹ cái thằng Bột, thế mà nó dám bảo là con gái làng bài đẹp như tiên. Quan giàu giàu nói thêm: mà tao với mày cũng ngu, chị Tâm tao đoán đúng. Chị tao bảo là cái nhài đã không đẹp thì đám phù dâu làm thế nào mà đẹp được. Người ta luôn luôn chọn phù dâu xấu hơn cô dâu. Cô dâu béo thì tất nhiên là phù dâu phải béo hơn. Mẹ cái thằng Bột cứ nỏ mồm khoe con gái làng bài. Tài phì cười đồng ý và khệnh khạng bước đi sau lưng Bột. Đã lâu không mang giày, huống chi lại là giày mượn của người khác, cả Quan và Tài cùng khó chịu như đang bị tra tấn. Hai đứa chỉ mong mau mau về tới nhà để tháo giày ra nhập tiệc. Nói chung Tài và Quan hy sinh quá nhiều cho đám cưới của Bột và nhà. Cũng may nhờ mấy đĩa thịt vịt và tiết canh gỡ lại, cho nên hai đứa không cảm thấy tiếc cái công đã ăn trộm rơm dùm thằng bạn cũ. Nhà Bột vốn không có thân thích ở làng này nên tiệc cưới chỉ bày ra có 6 mâm, tổng cộng chưa đến 30 người, trong đó nhà gái chiếm hơn một nửa. Cô dâu chú rể, phù dâu phù rể ngồi bàn, đại diện chính quyền một mâm đặt trên giường, còn bao nhiêu trải chiếu ngồi cả dưới đất, trẻ con thì ra hè ngồi ăn cho nó mát. Nói đúng ra muốn mời thêm cũng được, nhưng mẹ Bột là người thực tế, bà suy đi tính lại rồi bảo Bột: phiền phiến đi thôi con ạ. Bày vẽ ra tốn tiền chết, chỉ những chỗ không thể bỏ được thì hẵng mời. Mấy trăm bạc cái nhài nó đưa cho con, mẹ không muốn tiêu lạm vào đấy. Cưới xong rồi chúng mày đem nhau đi, phải có tí vốn bọc theo mà lo liệu lúc đầu chứ. Vào trong ấy lạ nước lạ cái, biết vay mượn ở đâu. Nhà thì sẵn có đàn vịt đây, thôi thì cứ đem thịt hết đi mà đãi khách. Mẹ Bột nói đúng, bởi vì thói quen của làng Cốc là đi ăn cưới ít khi mừng tiền, hoặc chỉ mừng tượng trưng, cho nên càng mời đông thì chủ nhân càng lỗ vốn. Đến ngay như Quan và Tài đóng vai phù rể cũng chỉ đến tay không, chứ đâu có mang cho Bột đồng bạc nào. Nhưng chả sao, nguyên một cái mái nhà mới của mẹ con Bột tính ra còn hơn cả tiền mừng rất nhiều. Khoảng đúng giờ ngọ, đám đón dâu về đến nhà, phân ngôi chủ khách xong, mọi người an vị đâu vào đấy. Mẹ Bột mới đứng giữa nhà, xoa mãi hai bàn tay vào nhau và run run phát biểu.
Kính thưa trên có ông chủ tịch, ông trưởng đồn công an, quý anh cán bộ trong ủy ban cùng quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Bà cứ khề khà phun ra những lời sáo ngữ mà tiệc cưới nào người ta cũng phải nghe. Quan tài sốt ruột quá, mắt đăm đăm nhìn xuống mâm cỗ, chỉ chờ mẹ Bột dứt lời để cầm đũa. Nhưng bà ngưng nói thì lại đến phiên nhà gái đáp từ, rồi đại diện chính quyền động viên, và sau cùng thì chính Bột cũng có vài lời cảm tạ quan khách. Tài bực mình thúc cùi trỏ vào sườn quan và chửi nhỏ: mẹ nó nói gì mà nói lắm thế, sốt cả ruột. May quá, cái Bạch cầm quạt mo đuổi ruồi trên mâm cỗ của đại diện chính quyền, vô tình cua tay mạnh quá làm chai rượu đổ ngang ra giường. Bột hốt hoảng ngừng nói và mời mọi người cầm đũa. Bấy giờ quan tài mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay lớn nhất rồi rót ngay rượu ra ly, nâng lên mời Bột. Quan tài lúc mới nhập tiệc còn hơi ngượng vì cả đời không mặc áo sơ mi trắng dài tay, lại ngồi đối diện hai cô phù dâu lạ mặt. Nhưng được một lúc uống vài hớp rượu vào, cả hai đứa cùng săn tay áo, cầm đầu vịt mút chùn chụt và nói cười luôn miệng. Tửu lượng của Tài rất yếu, nhấp vài ngụm đã choáng váng say. Nhưng dù đã say, nghĩa là mắt đã hoa lên, mà Tài vẫn không thấy hai cô phù dâu đẹp ra chút nào như lời Bột tả. Thằng quan ngồi bên cạnh húp miếng tiết canh lớn quá, máu loang cả ra hai bên mép và nhỏ vài giọt xuống ngực, nổi bật màu đỏ trên nền vải trắng. Nó lấy vài lá húng quế đưa lên mồm nhai chung, rồi gật gù khen Tài: tiết canh hãm khéo lắm, mai kia đến phiên tao cưới vợ chắc lại cũng phải nhờ đến tay mày mới xong. Tài đang cầm miếng thịt vịt, dùng hai ngón tay nhổ một sợi lông măng còn sót lại, hếch mặt tự đắc: để cho mày nhúng đũa vào thì hỏng bét chứ còn gì nữa. Dứt lời, Tài bỏ miếng thịt vào mồm và ngồm ngoàm nhai như chỗ không người. Bột liếc mắt sang bên phía đại diện chính quyền, thấy chủ tịch xã và trưởng đồn công an ngồi xếp bằng bên nhau, ăn uống rất thật tình, nhưng cứ lâu lâu lại ngửa mặt nhìn lên, xem chừng đang thắc mắc về cái mái nhà mới của mẹ con Bột. Thái độ đó làm Bột vừa ăn vừa lo, chỉ sợ các đồng chí ấy đặt câu hỏi thì mất vui giữa tiệc cưới. Rồi mọi việc đều diễn ra êm xuôi cả. Buổi chiều mẹ con Bột tiễn chân nhà gái ra cổng, mọi người cũng lục tục chia tay. Quan Tài ở lại đến phút chót, nằm vật ra chõng, khò khè thở vì uống quá chén. Mãi đến khi mặt trời đã lặn hẳn sau lũy tre, Bột mới đánh thức hai đứa dậy. Quan Tài mở mắt nhìn quanh ngơ ngác, ngồi bật lên chào mẹ Bột rồi xách giày đi chân đất về nhà. Đêm tân hôn của Bột với Nhài mới thật là đầm ấm. Nhài vừa rửa chén thu dọn nhà cửa xong thì trời mưa như chút nước, gió giật từng hồi, thổi phành phạch những tàu lá chuối sau vườn. Hai vợ chồng nằm trong căn buồng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi như những cung đàn reo vui để tô điểm thêm hạnh phúc cho đêm động phòng. Mẹ Bột và cái Bạch cũng cười khúc khích vì đã lâu lắm mới được hưởng cái thú bình lặng của mái nhà không dột. Nhưng sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mặt trời vừa lên cao, chim hót líu lo trên cành để chào ánh bình minh, thì Bột nghe tiếng huyên náo dồn dập ngoài ngõ. Mẹ con đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng lo âu chạy lao ra. Chủ nhiệm hợp tác xã mặt hầm hầm dẫn theo một toán xã viên đang hiên ngang tiến vào cổng. Quan Tài cũng có mặt lẽo đẽo theo sau, đôi mắt u buồn như vừa thua bạc, khổ sở ngước lên nhìn Bột phân trần. Khi tất cả đã đứng trong sân nhà, chủ nhiệm mới dõng dạc ra lệnh cho các xã viên: tiến hành công tác ngay đi, chần chờ gì nữa, khẩn trương lên. Thế là người ta đu nhau leo lên nóc nhà, dỡ rơm ném xuống. Quan Tài đau xót lắc đầu nhìn Bột chia sẻ. Chủ nhiệm quay lại bảo mẹ Bột: tôi nể chị, chỗ quen biết, và lại thằng Bột mới cưới vợ, không thì tôi giải hết ra công an. Rơm của tập thể phải giả lại. Mẹ Bột mếu máo, trao mày: xin ông nới tay lậm phúc. Chủ nhiệm gắt: xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tôi không bỏ tù là may lắm rồi, còn kêu ca cái gì nữa. Ở trong buồng, Nhài đang thay quần áo. Sáng nay cô dậy sớm lắm, dù đêm qua chiều ý Bột thức rất khuya, lấy chồng ở chung với mẹ chồng,
đâu còn phải là nhà bố mẹ mình nữa mà dậy trễ. Nhài xuống bếp nấu nước pha chè, chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà rồi mới quay lên buồng thay quần áo. Cô vừa tụt quần ngoài máng lên vách và đưa tay cởi nút áo thì bỗng nghe tiếng sột soạt trên nóc nhà. Cô ngẩng lên thì vừa đúng lúc một mảng rơm bị gỡ ra, ánh nắng chói lọi chiếu thẳng xuống và hai cái mặt đàn ông lạ hoắc cúi xuống nhìn cô cười hành hạch. Nhài hét lên, vớ vội chiếc chiếu nhỏ quấn quanh người và chạy lao sang buồng bên cạnh. Đứng thở một tí, cô lại phải chạy trở lại chỗ cũ, lấy cái quần vừa thay ra mặc vào lại rồi đi nhanh ra sân. Nhài thấy chồng u sầu đứng bên cạnh mẹ, mắt đăm đăm ngó lên mái nhà. Mẹ Bột đau khổ nói nhỏ với con: "Ôi, tao thật lố gan lố ruột mà mày cũng chả nghĩ ra. Đáng lẽ phải mời cái lão chủ nhiệm hợp tác xã, ngày nào tao đi chăn vịt gặp lão, lão cũng nhắc khéo là có đánh tiết canh thì đừng quên lão." Bột phân trần: "Con nhớ chứ, nhưng mà mẹ nghĩ xem, đã lấy rơm của hợp tác xã lại còn mời lão đến thì hóa ra lại ông con ở bụi này à?" Thật ra thì mẹ Bột nói oan cho chủ nhiệm, gã thèm ăn tiết canh vịt thật, nhưng không phải vì Bột quên mời mà gã kiếm chuyện trả thù. Bột ăn trộm đã mấy hôm, chủ nhiệm vẫn chưa biết, bởi vì lượng rơm Bột lấy chẳng thấm vào đâu so với hàng chục cây rơm khổng lồ ngoài kho. Sở dĩ hôm nay gã dẫn xã viên đến tịch thu rơm là do lệnh của chủ tịch xã. Hôm đám cưới, chủ tịch xã ngồi ăn thịt vịt mà cứ ngó lên nóc nhà dò xét. Khi về đến văn phòng, gã chỉ thị công an điều tra ngay, và quả nhiên quan tài run run thú nhận đã làm ngơ cho Bột lấy. Thành ra chính quan tài cũng phải làm tờ tự kiểm, nghiêm khắc lên án bản thân. Hai đứa cứ hết nhìn Bột lại ngó mẹ Bột, muốn phân bua đôi lời mà thấy chưa thuận tiện. Cái Bạch cũng mếu máo ngồi thụp xuống góc sân, tấm tức khóc còn hơn cả ngày ông ngoại nó chết. Trong nháy mắt, rơm đã quăng xuống đầy sân, mái nhà trống hốc, chỉ còn trơ lại những nan tre, rui mè kèo cột. Nhài nắm chặt lấy bàn tay Bột, như muốn tìm một sự chia sẻ trong cảnh tang thương của ngày đầu về sống với chồng. Bột ngẫm nghĩ rồi thở dài tự nhủ: "Cũng còn được một đêm hạnh phúc."